Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị tướng tài ba được cả thế giới ghi nhận. Mỗi triều đại lịch sử, dân tộc ta đều tự hào vì có được các danh tướng đủ tài và đức để lãnh đạo nhân dân đánh bại hầu hết các thế lực ngoại xâm, bảo vệ yên bình cho dân tộc. Chuỗi video tiếp theo này sẽ nói về chi tiết từng vị anh hùng một trong top các vị tướng tài giỏi nhất lịch sử Việt Nam nha. Đầu tiên là Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng xuất hiện từ 13 tháng 9 năm 14 đến ngày 5 tháng 3 năm 43, là tên chỉ chung hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai bà được biết đến như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh và Trưng Trắc tự phong là nữ vương. Thời kỳ của hai bà xen giữa thời kỳ Bắc Thuộc lần 1 và Bắc Thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử với tên gọi là Trưng Nữ Vương. Từ khi nhà Triệu tiêu diệt An Dương Vương và thiết lập quyền cai trị trên lãnh thổ Âu Lạc cũ, chế độ thống trị dừng lại ở cấp quận với đại diện là hai viên quan sứ ở hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Đến khi nhà Tây Hán diệt nhà Triệu năm 111 trước Công Nguyên, cấp độ thống trị vẫn ở cấp quận. Chế độ các lạc hầu lạc tướng của người Việt với quyền thế tập trung ở trên lãnh thổ Âu Lạc cũ được các chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì, nhưng ngày nay càng suy yếu. Các lạc tướng, lạc hầu, bộ chính để duy trì quyền hành và sự thế tập bị bắt buộc phải cộng tác với chính quyền cai trị phương Bắc. Trong hàng ngũ các lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ thuần phục bên ngoài. Từ khi nhà Đông Hán thành lập, Hán Quang Vũ Đế tuy chưa dẹp xong các lực lượng cát cứ phương Bắc nhưng vẫn quan tâm tới miền Nam. Tích Quang, Nhâm Viên làm thái thú Giao Chỉ và thái thú Cửu Chân của nhà Hán, ra sức thực hiện chính sách đồng hóa, thay đổi tập tục từ hôn nhân đến y phục, lễ nghĩa của người Việt bắt theo người Hán, dẫn đến xúc phạm nặng nề tới phong tục cũ nhiều đời của người Việt. Từ khi Tô Định sang làm thái thú Giao Chỉ năm 34, ách thống trị của nhà Đông Hán càng nặng nề hơn với người Việt. Tô Định tàn bạo và tham lam, tăng cường phục dịch và thuế khóa đối với người Việt để cống nạp cho triều đình nhà Hán nhiều hơn, thúc ép các lạc tướng nhiều hơn. Sự đụng chạm lớn về văn hóa, tín ngưỡng và kinh tế khiến mâu thuẫn giữa người Việt, không chỉ nhân dân mà là các lạc tướng với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt. Vì vậy, các lạc tướng đã đoàn kết lại với nhau để chống đối. Trong số các lạc tướng có ý chống lại sự thống trị của nhà Hán nổi lên như là Trưng Trắc ở Mê Linh, Phong Châu và nhà Thi Sách ở Chu Diên. Theo Đại Việt Sử Lược, Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị có cá tính mạnh mẽ, không chịu ràng buộc theo pháp luật mà Tô Định áp đặt. Địa bàn mà Trưng Trắc quản giữ khá rộng lớn, giữa dãy Ba Vì và Tam Đảo, tức là trung tâm quốc gia Văn Lang của vua Hùng trước đây, lọt vào giữa ba khúc sông, khuỷu sông Đà, sông Hồng và sông Đáy. Còn địa bàn với Thi Sách thì liền kề với Mê Linh, cách nhau con sông Đáy, nằm trong châu thổ hữu ngạn sông Hồng và tả ngạn sông Đáy. Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách, hai nhà đồng lòng tập hợp lực lượng chống lại sự cai trị của nhà Hán và đã tập hợp được sự ủng hộ của khá nhiều thủ lĩnh địa phương khác. Trước khí thế chống đối của các thủ lĩnh người Việt, Tô Định đã giết Thi Sách để hy vọng dập tắt sớm ý định chống đối. Thù chồng bị giết càng khiến Trưng Trắc hành động gấp rút trong việc khởi binh chống nhà Hán hơn. Cuộc nổi dậy chống nhà Đông Hán đã diễn ra vào nửa cuối năm 39, và sau khi Thi Sách bị Tô Định giết, Trưng Trắc và các lạc tướng càng căm thù, quyết tâm chống lại nhà Hán để trả thù. Bà cùng Trưng Nhị mang quân bản bộ về giữ Hát Môn. Ngày 4 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tức là năm 39, Trưng Trắc và Trưng Nhị tập hợp các tướng lĩnh cùng nhau làm hội thề ở bãi đá Tràng Sa, cửa sông Hát, huyện Mê Linh, thời nay là huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trong Thiên Nam Ngữ Lục ghi lời thề của Trưng Trắc như sau: Một, xin rửa sạch nước thù; hai, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng; ba, kêu oan ức lòng chồng; bốn, xin vẹn vẹn sở công lên này. Quân hai bà trước tiên tấn công đô úy trị quận Giao Chỉ ở Mê Linh. Sau khi chiếm được nơi đây thì hai bà Trưng tiến đánh huyện Tây Vu, chiếm thành Cổ Loa. Trên đà thắng lợi, từ Cổ Loa hai bà Trưng mang quân vượt sông Hoàng, sông Đuống, đánh trị sở Giao Chỉ ở Luy Lâu, bên bờ sông Dâu, nay là Lũng Khê, Thuận Thành, Bắc Ninh. Quân khởi nghĩa tấn công quá nhanh khiến cho Tô Định không kịp trở tay. Trước thế mạnh của quân hai bà, các viên quan cầm đầu không trở tay kịp và không dám chống cự, bỏ chạy về phương Bắc. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định hoảng hốt cũng tháo chạy theo.
Để thoát thân, Tô Định phải cạo đầu, cạo râu, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ đi danh tính mà chạy. Tương truyền người Việt đương thời vẫn có cái tục lệ phổ biến là cạo đầu, nên Tô Định làm như vậy để bắt chước cho khỏi bị phát hiện trên đường trốn. Cuối cùng Tô Định thoát về quận Nam Hải, bị Mã Viện dâng sớ lên Hán Quan Vũ để hạch tội rằng: thấy tiện thì dương mắt lên, thấy giặc thì cụp mặt xuống. Vua Hán hạ ngục trị tội Tô Định. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi hưởng ứng rất là nhiều. Sau khi Lui Lâu bị hạ, các thành khác nhanh chóng tan vỡ và quy phục. Cuộc khởi nghĩa lan rộng vào Cửu Chân, Nhật Nam, sang Uất Lâm, Hợp Phố. Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, xưng vương. Thần phả cho biết Trưng Nhị được phong làm phó vương. Mọi người vừa xem xong video về Hai Bà Trưng. Mọi người xem mà thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta bằng cách like, bình luận, chia sẻ nha. Còn nếu như mọi người có những thắc mắc góp ý gì đó thì có thể để lại dưới phần bình luận nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.